Khi bấm vào cái video này, tôi cá là sẽ có ông nghĩ tôi mới từ trên núi xuống vì giờ này rồi mà còn làm về Kimetsu no Yaiba. Đúng, thật ra tôi cũng mới chỉ xem Kimetsu no Yaiba ở khoảng thời gian gần đây thôi. Sau khi xem xong, tôi nhận thấy có khá là nhiều người chỉ trích bộ anime này và cho rằng đây là một bộ anime tệ như tiêu đề của video. Liệu Kimetsu no Yaiba có thực sự tệ? Câu trả lời của tôi sẽ là có và không. Việc bộ anime này có hay hay không, nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người và mục đích bạn xem bộ anime này. Đó là gì? Bạn sẽ trả lời là có nếu như bạn đang tìm một bộ anime có một câu chuyện chặt chẽ, nhân vật được xây dựng đỉnh cao nhưng cú twist khét lẹt hay chứa đựng những triết lý thâm sâu. Còn câu trả lời sẽ là không nếu như bạn đang tìm một bộ anime mang tính giải trí cao. Việc xác định rõ nhu cầu của bản thân trước khi xem phim là rất quan trọng. Bạn không thể đòi hỏi một bộ đắc bụng là mau phải có tính giải trí cao và ngược lại. Nhưng nếu so sánh Kimetsu no Yaiba với mặt bằng chung với những bộ anime cùng thể loại với nó là shonen thì sao? Đầu tiên, chúng ta hãy nói về những nhân vật mang tính biểu tượng đi. Nhắc đến Dragon Ball, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến anh khỉ. Đối với chúng ta, sẽ nhớ ngay đến Aizen. Thật ra là tôi bốc phét đấy vì tôi đã xem clip bao giờ đâu. Còn đối với Naruto thì sao? Tất nhiên rồi, là Naruto. Nhưng với Kimetsu no Yaiba thì sao? Đối với cá nhân tôi, sau khi xem một mạch từ season 1 đến season 4, thực sự không có bất kỳ một nhân vật nào, từ nhân vật chính đến phản diện, từ phụ cho đến quần chúng, là để lại cho tôi một ấn tượng gì đó. Có chăng là những nhân vật này khá là nhạt nhòa mà thôi. Thật sự thì một bộ shonen mà không có lấy một nhân vật thực sự nổi bật để làm một nhân vật biểu tượng thì cũng khá là gay đấy. À, còn Nezuko, nhưng đó chỉ là vì cô ấy quá kawaii mà thôi. Còn cốt truyện của Kimetsu no Yaiba là một cái cốt truyện cơ bản. Tôi không nói cơ bản là không tốt nha. Đơn giản nhưng dễ xem, và đó là một điểm tốt vì đâu phải ai cũng cần một bộ anime có cốt truyện thâm sâu hay hack não làm gì cả. Đâu thể xem những bộ như thế mãi được, đúng không? Về phần nhân vật, Tanjiro là một nhân vật chính shonen điển hình. Ito là điển của điển hình luôn ý. Không có gì nhiều để nói về nhân vật này cả. Điển hình ở đây không có nghĩa là tệ nha. Ý tôi muốn nói là nhân vật này được xây dựng theo một mô típ an toàn, một nhân vật chính điển hình của anime những thập niên trước. Cậu ta là một bộ nam chính sở hữu tính cách quá hoàn hảo đến mức chả có gì mà nói nữa. À không, thật ra nói như thế cũng không đúng lắm. Hầu hết những nhân vật chính khác khi mà ở trong tình huống của Tanjiro, họ thường cau vách cả trường, họ sẽ thề phải trả thù cho bằng được, kiểu như vậy đấy. Nhưng cái cách mà Tanjiro đối mặt với điều đó khá là khác. Tanjiro phải chứng kiến việc gia đình bị sát hại và cô em gái bị biến thành quỷ, nhưng bằng một cách nào đó, Tanjiro phần nào đó vẫn giữ được sự bình tĩnh và lòng vị tha khi đối mặt với kẻ thù. Điều này khiến tôi cảm thấy nhân vật này có một tấm lòng mà hai từ hoàn hảo là không thể đủ để miêu tả về cậu ta. Nó có thể là điểm tốt, nhưng cũng có thể là không tốt. Mà không tốt thì nhiều hơn đấy, vì chính cái việc Tanjiro cảm thông cho những con quỷ mà cậu ta xuống tay, nó cứ bị hơi gượng ép kiểu gì ý. Thà cứ như thanh niên Muichiro kết liễu con cá hoặc là con bạch tuộc biến thái gì đó, nó còn hay hơn. Anh em hãy cứ thử tưởng tượng cảnh mà Tanjiro thương xót cho tên này đi. Nhìn đến đã thấy đã hợp rồi. Nói chung thì Tanjiro được xây dựng như một mẫu anh hùng lý tưởng. Điều này không tệ, chỉ là nó không có gì khác biệt hay là phá cách mà thôi. Ngoài ra thì Kimetsu no Yaiba cũng có một dàn nhân vật khá là đồ sộ. Và khi xem, cá nhân tôi thấy những nhân vật này còn rất nhiều thứ mà tác giả có thể khai thác, nhưng tác giả đã không làm thế. À, vì tôi không phải là tác giả hay là người có chuyên môn về viết truyện hay thứ gì đó đại loại như thế, nên nghe cho vui thôi nha, chứ tôi không có ý đòi dạy cả tác giả cách viết truyện đâu nha. Thật ra thì đây cũng không hẳn là điều xấu, vì việc đó làm cho bộ anime bớt dài hơn. Cá nhân tôi thì tôi rất ngán xem những bộ quá dài. Tuổi thơ của tôi không có một chút ký ức nào về Bleach. Đôi khi tôi cũng muốn xem thử bộ đó như thế nào, nhưng bạn biết đấy, nó dài vãi cả trường. Tôi đâu còn là một thằng nhóc nữa đâu mà có nhiều thời gian để xem những bộ dài đến thế. Thật ra nói thế cũng không đúng, bọn con nít bây giờ chúng nó có như ngày xưa đâu. Chúng nó học ngày học đêm, có đứa có khi còn không biết nghỉ hè là gì đâu đấy chứ. Nói chung thì điều mà tôi nói ở trên khiến Kimetsu no Yaiba không bị kéo ra quá dài, và tôi thích điều đó. Nhưng đổi lại, các nhân vật của Kimetsu no Yaiba có vẻ như sẽ nông hơn so với những bộ cùng thể loại khác. Mặc dù thế, nhưng tương tác giữa các nhân vật có lẽ là điểm mạnh của Kimetsu no Yaiba. Ba cái thằng cu đại hè mà, đúng không? Rồi mua hai con tim khứa hào nhoáng nữa, đúng chọn tổ đội của những mối thủ mà. Tuy nhiên thì đôi khi nó cũng hơi lố, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến quá nhiều trải nghiệm của tôi. Tôi nghi vấn đề lớn nhất của Kimetsu no Yaiba chính là phản diện. Nhưng nhân vật khác có thể nhạt nhòa, nhưng một bộ shonen mà không có lấy một phản diện đáng nhớ thì không ổn một chút nào. Với Naruto sẽ là Pain hay Madara, với Dragon Ball có lẽ sẽ là bao cắt vàng Frieza, với Thất Hình Đại Tội thì phản diện ở đây chính là Styrodin. Phản diện trong Kimetsu no Yaiba thực sự tệ. Tôi đang nói đến Muzan đấy. Ngoài cái việc hay được làm meme ra thì Muzan chưa bao giờ được nhớ đến như một phản diện đáng nhớ cả. Nếu để miêu tả Muzan mờ nhạt đến mức nào thì có lẽ tôi nghĩ đến cái tên Nhện Hạ Huyền còn đáng nhớ hơn cả tên này. Cái này đều là ý kiến chủ quan của tôi thôi nha,
tôi không có bắt anh em phải nghĩ như tôi. Và cái câu hỏi ở đầu video cũng là câu hỏi mà tôi tự hỏi tôi thôi. Nào trái hỏi, nào phải trả lời. Cứ coi như là các ông đang xem video của một thằng tự kỷ cũng được. Tóm lại thì chỉ với vài cái cảm nhận của cá nhân tôi ở trên thì ta có thể thấy đây không phải là một bộ anime xuất sắc. Nhưng nếu nó tệ thì có lẽ là hơi khắt khe. Với một người dễ tính như tôi thì những cái bộ xứng đáng với cái từ tệ phải là những bộ như kiểu là Osama Game. Nhưng nếu Kimetsu no Yaiba chỉ có vậy thì đâu có gì đáng để nói, đúng không? Đâu phải tự nhiên nó nổi lên như một cơn lốc đâu. Đã từng có lúc manga của Kimetsu no Yaiba thậm chí đã bán được nhiều hơn so với One Piece. Chính cái Mugi Mugen Train cũng trở thành movie anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Nó đã trở thành một hiện tượng và liên tục phá vỡ các kỷ lục. Và cái điều đã làm Kimetsu no Yaiba thành công như vậy, có một phần công lớn của studio đã chuyển thể nó thành anime là Ufotable. Một studio không có quá nhiều anime, nhưng mỗi khi họ làm thì chỉ có đỉnh mà thôi. Thậm chí Fate Zero vào 2011 hay Fate Stay Night vào 2015 của U4 còn đẹp hơn cả một số bộ anime ở thời điểm hiện tại. Thực tế thì tôi cũng rất thích cái series này, đặc biệt là Fate Zero và bộ 3 Heaven Field. Tôi sẽ không định so sánh giữa Kimetsu no Yaiba và Fate cái nào sẽ đẹp hơn, vì cùng một nhà mà, so sánh chi cho nó mệt. Nhưng có một điều mà Kimetsu no Yaiba đã làm tốt hơn Fate, đó là những cảnh combat trong Kimetsu no Yaiba được làm thậm chí còn dài hơn cả Fate. Điều đó cho thấy U4 đã thực sự chăm chút như thế nào cho Kimetsu no Yaiba. Có thể nói, sự thành công của Kimetsu no Yaiba có sự đóng góp không nhỏ từ chất lượng hình ảnh mà nó đem lại. Nhưng nếu chỉ đẹp mà cùng với cái câu chuyện đơn giản hay là dàn nhân vật mờ nhạt ra thì Kimetsu no Yaiba đã không thể thành công đến thế. Việc thể lại shonen cực kỳ phổ biến, kể cả là cho đến thời điểm hiện tại, chính là thứ cảm xúc mà nó mang lại. Tôi có thể cảm thấy câu chuyện của bộ anime này đơn giản, dễ đoán, nhân vật cũng thế. Nhưng có một điều mà tôi không thể phủ nhận là cảm xúc mà nó mang lại. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng điểm yếu chí tử thế kia thì sao mà có thể bùng nổ cảm xúc được chứ? Tôi cũng không biết vì sao nữa. Nhưng anh em có công nhận là những phân cảnh hài trong phim nó làm anh em bật cười, đúng chứ? Còn những phân cảnh cảm động nó chắc chắn là cũng khiến anh em có phần nào đó tiếc thương, đúng không? Gớm, sau khi xem xong cái movie Mugen Train chả khối ông khóc. Cái này là tôi thấy video trên mạng thôi, chứ tôi mới xem anime gần đây nên cái movie đó tôi không xem ngoài rạp, thì làm sao biết được cảm xúc của anh em là như thế nào. Nhưng mà nó cũng cảm động thật mà. Thế còn những phân cảnh khiến người ta phải wow kiểu như là bùng nổ cảm xúc thì sao? Có chứ, cái trận ông khứa ba vợ với cái thằng xấu dai nhưng chiều em gái, nó lại cần chẳng wow bùng nổ vãi cả trường luôn đi chứ nhỉ. Đó, chỉ cần thế thôi là đã đủ để một bộ anime trở nên phổ biến rồi. Nhưng nếu nói thành công của Kimetsu no Yaiba hoàn toàn là nhờ của U4 thì liệu có nặng lời quá không? Thực tế là hình ảnh của Ufotable từ trước đến nay khá là cứng, ý tôi là nó hơi bị góc cạnh nhỉ. Các phân cảnh chiến đấu của U4 cũng tập trung vào hiệu ứng hơn là phần hoạt ảnh, nên những cảnh giao lưu bình thường kiểu như là mấy phân cảnh võ thuật thuần túy nó khá là bình thường. Nhưng nếu gặp phải những bộ anime có yếu tố fantasy kỳ ảo thì rõ ràng là như cá gặp nước vậy. Nên có thể nói U4 và Kimetsu no Yaiba sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nếu không phải là Kimetsu no Yaiba thì liệu U4 có thành công đến thế? Và ngược lại, vì ngay chính series Fate của U4 cũng đâu thể khiến studio này thành công được như những gì mà Kimetsu no Yaiba đã làm. Chính vì vậy, nói Kimetsu no Yaiba thành công là do studio gánh gãy lưng thì nghe có vẻ nó hơi nặng nề với cay nghiệt kiểu gì ấy. Thôi thì cứ làm theo là các cụ đã nói, lại nói chẳng mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thật ra tôi cũng không định nói đến vấn đề đó đâu, vì đó là câu chuyện của fandom rồi chứ không phải là anime nữa. Nhưng tại tôi thấy có mấy bạn tranh cãi nhau ở phần bình luận nên tôi chỉ muốn anh em bớt nóng hơn thôi ấy mà. Mà đã nhắc đến rồi thì tôi cũng tiện thể nói luôn về cái vấn đề rất là gây tranh cãi về việc Kimetsu no Yaiba có xứng đáng được gọi là siêu phẩm hay huyền thoại hay là không. Nhưng cái đó để dành đến cuối video. Còn giờ ta tiếp tục với phần hình ảnh. Tôi thực sự không có một chút thiện cảm nào về CGI trong anime cả. Tôi cực kỳ ghét nó. U4 là một trong những studio hiếm hoi mà làm tôi cảm thấy ít khó chịu nhất về cái vấn đề này. Có thể nói U4 là một trong những studio hiếm hoi làm lu mờ đi ranh giới giữa kỹ thuật 3D và 2D truyền thống. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào họ cũng làm tốt. Và ở Kimetsu no Yaiba cũng vậy. Chắc bạn còn nhớ cái con tàu trong movie thứ nhất hay là mấy con cá trong Ác Thợ Rèn chứ? Nó tệ một cách khủng khiếp luôn. Nhưng sự thật là chất lượng của Kimetsu no Yaiba càng ngày càng được cải thiện, như là cái vụ nổ ở trong tập cuối của season 4 chẳng hạn, bùng cháy theo đúc cả nghĩa đen là nghĩa bóng luôn. Tất nhiên tôi sẽ biện minh là bản thân tôi không biết gì về hoạt ảnh là bất cứ một công đoạn làm anime nào cả, nên những thứ tôi mới nói ở trên chả có gì để chứng minh là nó đúng 100% cả. Hay nói thẳng ra là bốc phét đấy, nên là anh em nghe thì nghe mà không nghe thì cũng nghe mất rồi còn đâu. Có một thứ mà tôi nghĩ mấy ông sẽ ít quan tâm hơn, nhưng cá nhân tôi thấy nó còn làm tốt hơn cả phần hình ảnh, đó chính là âm thanh, cụ thể là nhạc phim. Soundtrack trong anime phải nói là đỉnh của đỉnh. Tất cả chúng nghe đều rất là kiểu sử thi, nó hào hùng, nghe mà nổi hết cả da gà. Kết hợp với những phân cảnh combat đỉnh cao của anime thì còn chả sướng đến người. Tôi hơi bị ghen tị với fan của bộ này đấy.
vì không phải bộ anime nào cũng mang lại một cái trải nghiệm nghe nhìn tích cao như Kimetsu no Yaiba đâu. Những studio ở thời điểm hiện tại có thể làm được những điều như thế đếm trên đầu ngón tay. Có thể chỉ có những MAPPA, Madhouse, Kyoto hay là Ghibli là có thể làm được những điều mà UFO đã làm. À, tất nhiên tôi không có ý định so sánh những studio này với nhau vì phong cách của mỗi studio là khác nhau và những studio này cũng là những studio có chất lượng anime tốt nhất rồi. Nếu bạn còn có thể chê về chất lượng của những studio ở trên thì tôi nghĩ bạn không nên xem anime vì anime hiện tại cũng chỉ được đến thế thôi. Thật ra thì trong đám này có ông khứa MAPPA là chất lượng đôi khi cũng hơi lồi lõm, nhưng sau cái màn combat của Sukuna với Mahodaga thì mọi thứ đã được xì xóa hết. Quay trở lại vấn đề mà tôi vẫn còn đang giang dở ở trên là cái câu chuyện liệu bộ anime này có tệ. Câu trả lời của tôi sẽ là không. Nếu tổng hợp lại tất cả những điều trên, nó là một bộ anime hay và có thể nói là một siêu phẩm về mặt hình ảnh và âm thanh. Đã sang điện ảnh một chút, có những bộ phim mặc dù nội dung của nó không quá xuất sắc nhưng chúng vẫn rất thành công. Chẳng hạn như là phim Một con khỉ với một con thằn lằn tập quất nhau, mấy con robot ngoài hành tinh đấm nhau này, phim đua xe nhưng thật ra lại là phim gia đình này. Mặc dù chúng không được lòng những nhà phê bình nhưng lại rất được lòng khán giả. Mà làm phim, người ta cần là tiền, chứ dù có nhận được mấy cái lời khen của mấy ông phê bình xong rồi phim lại ế bỏ mẹ ra thì ai mà làm phim nữa. Đơn giản là vì chúng nhắm đến thứ gọi là trải nghiệm giải trí thuần túy. Vậy cho nên cái việc Kimetsu no Yaiba thành công như ngày hôm nay chả có gì là khó hiểu cả, nó xứng đáng. Nhưng nếu có một ai đó nói Kimetsu no Yaiba xứng đáng được đặt ngang hàng với những bộ shonen huyền thoại khác thì cá nhân tôi thấy nó không có nội dung đủ hay và đủ đáng nhớ để gọi là huyền thoại, kể cả là cho đến đài con cháu của tôi đi chăng nữa. Việc đưa Kimetsu no Yaiba lên làm một bộ anime tầm cỡ huyền thoại giống như việc bạn đang đặt bộ phim Bố Già của với Bố Già của Francis Ford Coppola vậy, hoặc là sếp Mbappe trùng mầm với Ronaldo và Messi vậy. Hình như tôi lấy ví dụ là hơi bị không phải là hơi bị mà là chút nào. Thôi anh em quên nó đi nhá. Tôi chỉ muốn nói là bộ anime này hay, là một bộ anime khiến bạn không cảm thấy tiếc với khoảng thời gian mà bạn đã dành cho nó. Còn đặt chân vào ngôi đền của những huyền thoại thì không nhá. Sẽ có những bạn không cảm thấy thích fandom của bộ này lắm. Tất nhiên fandom nào chả có người này người kia, nhưng người như thế lại khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà cay nghiệt với bộ anime này, nó không đáng đâu. Việc xem anime là của mình, trải nghiệm cũng là của mình. Việc đách gì phải nghe theo bố con nhà thằng nào làm gì, kể cả là những lời mà tôi nói trong video này nữa. Hãy cứ xem và cảm nhận việc nó có hay hay là không là do bạn. Thế thôi, tôi xin lỗi vì đã lãng phí hơn 10 phút cuộc đời của anh em. Nhưng đừng có vội lướt qua mà không ấn like với đăng ký kênh này nhá. Giờ thì đọc bình luận của anh em cả nhà. Anh Kiên Vinh Nguyễn: lớp 2 xem phải một bộ Guro ở trên đĩa, không hiểu sao mua Doraemon mà lại ra một bộ kinh dị, và giờ cũng chẳng nhớ nổi chi tiết nhưng chỉ biết là nó tởm. Bye. Lại là cả câu chuyện mua đĩa. Cái này chắc là nhiều bạn cũng gặp rồi nhỉ. Tôi cũng thế. Nhưng nó ra anime là may đấy. Bạn Thùy Dương Lâm: anh yêu ơi, anh làm Xeno Cyber được không ạ? Bộ đó cũng 3 chấm. À 4 chấm chứ. Tôi thích cái cách mà bạn gọi tôi đấy. Nhưng tôi xem qua cũng thừa biết bộ đấy nó như nào rồi. Khi nào mà tôi có đủ dũng khí để xem bộ anime đó thì làm nha. Bạn Kamikaze Shin 8169: ông có thể làm về bộ Blood of Tempest không? Thấy kênh ông toàn làm phim khá cổ nên tôi recommend bộ này. Đúng là tôi hay làm về mấy bộ cổ, nhưng bộ này tôi cũng chưa xem đâu. Nhưng bạn đã mất công giới thiệu thì tôi cứ đẩy lên đây vậy. Chắc là tôi sẽ xem bộ anime này vào một ngày nào đó. Anh Tinobito 8037: phải nói bộ này là tuổi thơ 2K nè, đặt nguyên cả lớp bu vào xem. It's great having you here. What? I sold some paintings lately. Maybe your brother told you? Don't do it to me. I beg you. No. Bạn Call Me Bay: tôi sẽ không đọc cái comment của bạn đâu vì nó dài vai cả trường. Nhưng mà bạn đã mất công viết dài như thế này thì tôi không thể không đưa lên được. Hôm nay video đến đây thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.